là 1 giờ, hơn 1 giờ sáng rồi. Đang quay phân đoạn anh Tú làm quỷ. Là bị cái này là cái tàu hình của quỷ bị móc mắt hay sao, để hai móc mắt đi hôi à. Rồi, khó chịu lắm luôn á, nãy giờ khó chịu lắm luôn. Cái này là dán hai cái miếng dán vô mắt rồi, không thấy được. Không biết tháo ra hồi hai cái lông mi còn không biết. Cái này là người ta đang gọi là người ta đắp mà đắp quần thăm miếng mắt á. Hay đắp quần thăm cái này đắp luôn cả nguyên một con mắt luôn. Là bây giờ mỗi lần nó đi đâu phải gì. Bây giờ là quay đã quay xong con đoạn của anh rồi, bây giờ là phải dắt xuống cái đoạn ở dưới để cho make up quá chàng, tẩy chàng, tháo con mắt cảnh ra, móc con mắt này. Giờ mới hiểu cảm giác của người không thấy được như thế nào. Ờ, ở dưới là còn make up chị Thư, chị Sợ là hai con quỷ cười lanh lảnh. Hoa từ từ đâu? Đây đây. Có một hàng á. Tự. Thế thì tự đi. Khoa em bị cái bật tao. Có bị đeo lộn không? Có, bên này không đau mà bên này giờ không. Có chừng có bụi á chị ơi, tháo ra đeo lại đi. Chị tháo nó ra giờ chị đẩy cầm con mắt đọc đây này dịch nhìn nhìn coi. Nó bị cộm đúng không? Ừ. Bụi á, chắc chắn có bụi á, có bụi mới đau. Nhớ sắp rớt đã không? Vì là bị lộn rồi, bị lộn chiều á. Bên này không đau. Bị lộn chiều kìa. Bị lộn chiều á, lật lại. Đấy là lật lại. Nó bị đen, bị đen. Tay chơi dính màu được lắm. Đây là lấy cho. Đổ nước nó đi. Ghê quá Thư ơi. Chai ra cái bình màu đỏ, cái giỏ màu đỏ. Nhìn Thư ghê quá. Làm TV mà không làm phim ma, đâu làm phim ma là phải cái này. Cười duyên á. Ô chị Sở nó lên kêu chị Sở đi. Không đơn giản á. Ô chị Sở nó vậy. Chắc cười. Giờ là trở lại được với bộ dạng bình thường. Mà vẫn nhìn giống như mấy con gấu panda. Em mất cụ. Trả lời với anh Sáng không? Trả lời với anh Sáng. Trả lời với anh Sáng. Cảm giác là mãn nguyện. Không biết nhìn mình chấu cười. Đúng rồi. Trời ơi. Các bạn không nhau. Ai cắt nghe như bạn ngủ. Trời ơi, chị Lê đi lại với bà chị. Nó đi à?
Trời ơi. Không, 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 thôi giờ. Rồi nhá. Cho nó đầu cho nó đứt đi. Thì chúng đầu gió nó làm gì? Làm gì? Rồi thả đi, thả coi coi ra coi em bò ra. 2 3. Kéo ra. Ờ, ông nhận mình bỏng như vậy. Mày bỏng thiệt các bạn. Chứ. Chén gì? Cắt, lại. Không, giờ nè, bà chồng, bà con chồng. Bây giờ, coi kêu quá. Kêu. Yeah. Rồi chiều qua đây bắt đầu qua bên hướng bên kia bắt đầu phát hiện. Chấm. Chưa mà chưa thấy được cái gì mà chấm lên cái gì. Con rồi cắt nha. Cái cảnh mà đột nhất trong trong đoạn mà chuẩn bị về đạo cụ đó là cái cảnh mà đạp con chó khô, cái xác con chó khô. Tôi nói nghe em mà cắt cổ con chó la quá. La quá. Cắt được cũng nhìn mà thấy tội nhưng mà thôi vì phim mình phải cắt cổ con chó. Nó phải sấy khô nó để cho mình có cái xác để phát hiện. Đó. Rồi cũng là cái con người ta cắt cổ hay cắt tội. Chó đang móc ruột chó ra. Đây cắt một cái đường ngay đít nó là mau được nó ra. Diễn nhìn bạn chân ấy bạn cái giòn đó cái giòn sơn bạn mũi nó phải luôn quay cũng được sao bỏ đây không quay nhìn ra cái mà ở đây hậu trường nè. Bây giờ chờ tiếng hơn không tơ chế kia làm được. Nè mũi cắn băng giòn. Để nó che nữa. Thằng mùi già rồi. Mùi già chàng rồi. Bánh ăn chào sáng rồi. Thư phải sơn phải tiên. Một lạc đi trước anh chào. Đi anh chào ở sau lưng. Rồi đi trước. Còn đi song song, đi song song, đi cùng hướng luôn. Diễn mùi sang đây. Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa giữa tiếng lành. Em đang lắng nghe tiếng mình lớn tiếng, ngân nga ngày câu chiều mến. Tình như trong miền tuyết trắng bay, tình anh đem về ướt tuyết say. Em đang lắng nghe tiếng mình lên tiếng. Em đang làm mơ giấc mơ dịu dàng.